Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trong nhóm Pha-ri-siêu có một người tên là Nicodemo, một thủ lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với người: "Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ thầy làm nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy." Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi, ông nghe tiếng gió nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi thần khí mà sinh ra thì cũng vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta vừa được nghe cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với ông Nicodemo. Chúng ta biết ông Nicodemo là một thầy biệt phái thuộc về nhóm đối nghịch với chính Đức Giêsu, cũng là người có thế giá và có địa vị trong xã hội Do Thái. Và ắt hẳn ông đã được nghe những lời mà Chúa Giêsu rao giảng cùng với những phép lạ người làm. Thế nhưng chính ông đã bị đánh động bởi những lời mà Chúa Giêsu rao giảng và những phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Chính sự rung động và sự khát vọng của con tim đã thúc đẩy ông từ bỏ chính mình, từ bỏ danh vọng, từ bỏ những rào cản để đến gặp gỡ và kết bạn tâm giao với Chúa Giêsu trong thái độ khiêm nhường. Quý bà và anh chị em thân mến, thái độ khiêm nhường và lòng khao khát của ông Nicodemo đã được Chúa Giêsu tiếp đón và ân cần giải thích và dẫn đưa ông đi vào những mầu nhiệm thánh thiêng của Thiên Chúa. Vì thế, thái độ khiêm nhường và sự khao khát muốn được gặp gỡ Chúa Giêsu của ông Nicodemo lại trở nên gương sáng cho chính bản thân của mỗi người chúng ta. Bởi chúng ta có những lúc chúng ta để cho tiền bạc, để cho danh vọng, để cho những thứ vui hưởng thụ vật chất, tội lỗi, những bất hòa và chia rẽ trở nên những tường rào ngăn cản chúng ta đến tâm giao với Thiên Chúa trong lòng tin, lòng cậy và lòng mến. Cho nên, muốn đến trò chuyện tâm giao với Chúa, cần phải có thái độ khiêm nhường, chính là nhận biết con người mình yếu đuối, cần đến sức mạnh, lòng nhân từ của Thiên Chúa. Muốn đến trò chuyện tâm giao với Thiên Chúa, cần phải từ bỏ ý riêng của mình, mở rộng con tim, mở rộng đôi tai để được lắng nghe, để cho Chúa đi vào làm chủ và hướng dẫn đời của ta trong quyền năng của ba ngôi Thiên Chúa. Để nhờ đó mà cuộc đời của mỗi người chúng ta được Thiên Chúa biến đổi và được lấp đầy sự khát vọng trong Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường để chúng con được gặp Chúa, và xin cho chúng con sức mạnh của Chúa Thánh Thần để giúp chúng con vượt thắng mọi cám dỗ đang che phủ đời sống chúng con, giúp chúng con trở nên những con người mới, bước đi trong cuộc sống mới trong ánh sáng của Đức Giêsu phục sinh. Amen.